Chương trình ngày mới tiếp tục với thông tin đến quý vị giá cả một số mặt hàng nông sản như là lúa, cà phê và hồ tiêu trên thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Thời điểm này, một số địa phương bắt đầu thu hoạch vụ lúa mùa 2022. Giá lúa hiện đang tăng nhẹ. Giá lúa thường tại ruộng được thương lái thu mua cao nhất là 6.650 đồng một ký. Giá bình quân là 6.418 đồng một ký, tăng 75 đồng một ký. Giá lúa thường tại kho cao nhất 8.950 đồng một ký, trung bình là 7.350 đồng một ký, tăng 25 đồng một ký. Cụ thể, giá lúa nàng hoa chính đang được thương lái thu mua ở mức 6.900 đến 7.200 đồng một ký, tăng 200 đồng một ký. Với mức tăng tương tự, lúa OM18 có giá từ 6.700 đồng đến 7.000 đồng một ký. Một số loại ổn định như Đại Thâm 8 từ 6.600 đồng đến 6.800 đồng một ký, IR50404 ở mức từ 6.500 đồng đến 6.600 đồng một ký. Riêng lúa OM5451 từ 6.500 đồng đến 6.600 đồng một ký. Ở chiều ngược lại, giá cà phê giảm mạnh 1.200 đồng một ký so với một tuần trước. Cụ thể, tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức dao động từ 38.900 đồng đến 39.000 đồng một ký. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá cà phê ở mức 39.400 đồng đến 39.500 đồng một ký. Còn tại Gia Lai, giá cà phê được thu mua ở mức thấp hơn, 39.300 đồng đến 39.400 đồng một ký. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá loại nông sản này cũng giảm, hiện chỉ còn 38.000 đồng một ký. Còn với hồ tiêu, giá cả trên thị trường hiện đang ổn định với mức giá cao nhất là 61.500 đồng một ký và thấp nhất là 58.000 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu ở mức 59.500 đồng một ký. Tại Bình Phước, giá tiêu được thu mua với mức 60.500 đồng một ký. Đồng Nai và Gia Lai là hai địa phương có giá tiêu thu mua ở mức thấp nhất trong cả nước, với giá là 58.000 đồng một ký. Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là địa phương có giá tiêu cao nhất toàn miền với 61.500 đồng một ký.